gì ở chợ đêm cốp xe sau. Hi, ni hao, xin chào mọi người, mình là Chichu. Cái món mà thu hút nhiều người ở đây nhất là món hải sản ngâm tương, rồi có cả chân gà sốt chua cay nữa. Nhìn những mấy con ốc to như này ai mà chả thèm. Những người không thèm là người ta không thèm, chứ thèm là người ta đã thèm rồi. Còn những người thèm là người ta sẽ thèm, hoặc là người ta không thèm nhưng nghe thèm nhiều quá là người ta sẽ thèm luôn. Chỗ này người ta sẽ cân lên để tính giá cả. Tất cả các loại hải sản ở đây đều cùng một giá và được cân lên, còn lại chân gà là một giá nữa nha. Tổng là 70 tệ, khoảng tầm 200 gửi. Thấy không? Đã thanh toán rồi nha. Đưa cái điện thoại đây. Không phải là mình không có tiền đâu, mà là mình không có đủ tiền thôi. Này là mực nướng, nhưng mà nó sẽ khác hơn với những cái loại mực nướng trước kia mình đã qua cho các bạn coi. Vì kiểu nướng này là người ta nướng với hành tây, mà không có bị cháy ở phần mực, vì nó cháy hết ở phần hành tây rồi. Không biết có ngon hay không, chứ nghe mùi hành là đã thơm rồi đó. Cái mùi vị này là chờ em mê nha. Đơn mê tự nhiên đi gãy ngứa chị vậy mà. Lúc đầu có nghĩ là sẽ không thích loại nướng này, vì nó không có cháy ở phần mực thì nó sẽ không có ngon như cách nướng cũ. Nhưng mà đâu biết đâu, nước sốt nó ngon chà bá luôn. Hành nướng thì nó thơm từ cái chỗ nướng tới cái lỗ mũi của mình. Chân gà sốt chua cay mở ra thì một cái mùi nó chua và nó cay cay, nhưng mà khi ăn vào thì nó sẽ cay cay mà nó chua chua, không có rút xuống, nhưng mà mùi vị chua chua cay cay đã nha. Hải sản ngâm tương nhìn hấp dẫn nhất là rau bạch tuộc, nhìn nó cứ sờ tay múc bang cho nên là mình múc nó trước. Ủa, vậy là nghĩa của múc bang là bộ tộc cái bang chuyên ăn múc, có phải không? Tất cả chỗ này thì chỉ có càng cua ngâm tương là ngâm sống thôi. Phần thịt rất là dẻo và ngọt. Các bạn follow mình từ lâu rồi thì sẽ biết mình rất là thích ăn món này. Phần nước tương thì mình thấy là nó không có mặn như là kiểu ngâm Hàn Quốc, và được ngấm đều vào trong hải sản nên rất là vừa ăn nha. Rồi, cái này là được anh cameraman mua cho một cái cốc nước đá, nhìn nó giống như là nước siro nhưng mà nó vị coca. Mini sân chiên, mini là mini, chiên là chiên, hộp như không có hộp, nói như nói, có nghĩa là nó là một cái loại bánh mini giống hoành thánh nhưng mà cũng giống bánh bào, và nó được chiên lên, phần ngoài thì cháy vàng thơm và bên trong vẫn giữ được cái sự tươi ngon của thịt. Món này gọi là lãng phí, nó vừa giống gỏi, nó vừa giống mì trộn chua chua và rất cay cay. Các bạn có tin mình ăn một lần hết cái chỗ phần mình gấp không? Chứ mình là không có tin. Được cái là mùa hè cho nên là ăn những cái loại sợi mì mát như này nó sẽ dễ chịu hơn. Cái lúc đó là mình không có biết mô tả cái mùi vị nó như thế nào. Và hôm nay lòng tiếng cũng vậy luôn. Vậy thôi, cứ follow mình, khi nào mình nghĩ ra thì mình nói cho nghe nha.